Dạ xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị ha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của anh Thuận ở Lai Vung Đồng Tháp, tiếp tục giao lưu báo giá với quý cô chú một số mặt hàng bông trang, đặc biệt nhà vườn bao phí ship nha quý cô chú. Hôm nay có rất là nhiều loại nha. Rồi chào anh Thuận. Rồi em chào anh Thái và mến chào quý cô chú anh chị, mình đang xem kênh Thái Phá TV ha. Thì hôm nay trở lại nhà vườn em, thì địa chỉ em ở ấp Tân Long, xã Hòa Thành, Lai Vung Đồng Tháp ha. Hôm nay về nhà vườn có một số mặt hàng mẫu đơn muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị, dòng lá nhỏ lá chung quý cô chú anh chị rất là nhiều dòng ha. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào và chúc quý cô chú anh chị mình một ngày mới thật nhiều vui hạnh phúc, làm ăn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc ha. Không để quý cô chú anh chị chờ lâu, em xin đọc số hội luôn. Số hội em mà 0899486958 đó cũng là số lô của em luôn ha. Trong khi quay có chỗ nào không có nét thì quý cô chú anh chị có thể kết bạn Zalo hỗ trợ phần đó thêm ha. Không để quý cô chú anh chị chờ lâu, em xin vô cây số 1 là cây dàn sọc cánh bầu nghe quý cô chú chạy hàng ghép nha, gốc là gốc vỏ nhung nha. Rồi cho chiều cao tổng chiều cao luôn anh, tổng chiều cao mình đo tới cái tổng chiều cao đi rồi mình đo cái mắt ghép, tổng chiều cao là 1m19 ha. Cây nãy vô khung rồi nha quý cô chú, cái thấp thân đi, thấp thân được 50 ha. Hoa có một cái hoa nở nha quý cô chú, còn bao nhiêu là toàn bộ là búp không cánh bầu nha, búp lên sọc hết trơn. Cái này hồi đó mình mua cây giống mình ghép là nổ cây cả gà 400-500 ngàn quý cô chú chị. Gốc thì hoành là 90 đi, cái này nó hơi có cái chút không có đâu này. Rồi hoành đây được 9 nha. Đặc biệt cây thần chậu luôn nha quý cây chú, cây này là thần chậu lâu nha quý chú chị. Cây này về quý chú mình làm nở rồi nha. Hồi đó em mua cái bo như vậy cả gà như vậy là khoảng 500 ngàn rồi đó, bây giờ ghép ra vậy là biết bao nhiêu bo rồi ha. Rồi. Cây số 1 này em xin giao lưu giá 600 ngàn luôn, bao phí ship cho quý chú anh chị mình tới nhà luôn ha. Rồi cây có khung sẵn ha. Rồi tiếp theo là cây cũng ghép nữa, cây này nè, hồng sọc nữa quý chú chị. Nó một tâm một ha, em ghép có một tâm thôi. Cây em có ngũ sắc nữa mà chắc một tuần sau nó mới có mới giao lưu tại nó đang lên bông. Rồi chiều cao mình 1m5 ha. Mình cái này hàng ghép khỏi đo tháng ngang đi. Nghe nó khoảng 60, số mấy. Hồng sọc là hương sọc đó quý chú. Hôm nay hoa rất đẹp nha. Lai qua vàng sọc mà. Rồi thoát thân cái này cũng được 50 luôn ha. Hoành thì bao chín đi, tại vì nó lô nó này đồng trang ha, ghép đỡ nhung. Rồi. Cái số 2 này em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Cho một cặp đó con. Cái số 3, số 4 một cặp. Được cái nữa. Rồi tiếp theo là Mỹ Cam nha quý cô chú chị, một cặp nha. Cái này là hàng nói chung cũng gọn gọn, em giao lưu một cặp đây. Một cặp nói chung là cũng đồng trang nè, để gì cho quý cô chú anh chị dễ hình dung ha. Mã số 4, mã số 3 gồm 2 cây. Số 3 gồm một cặp nha quý cô chú chị. Rồi chiều cao mình được 80 ha. Tán ngang mình được 75. Này về cơi lên cái nữa là nó đều gan luôn ha. Rồi chiều cao mình 80 luôn. Này thần chậu rồi nha quý cô chú. Ngang mình cũng được 75 luôn. Cái này hàng thuần nha quý cô chú chị, mình an tâm nha. Nè em nắm bầu dở lên gì là ok ha. Là thần hàng thuần chắc lợi nha. Hoành của đâu hoành á. Hoành này chắc cỡ 9. Rồi hoành này là 9 mọi người. Quý cô chú chị. Rồi. Rồi cũng vậy luôn. Rồi một cặp thì em xin giao luôn với 400 ngàn bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình tới nhà luôn ha. Rồi tiếp theo cái hai là một cặp luôn con. Rồi tiếp theo cặp số 4 là vàng hường đột xanh đông đậm với quý cô chú anh chị. Đó, không này rất là trọn ha. Rồi chiều cao mình được 75. Tán ngang mình 75 luôn. Cái này tán ngang nó dữ hơn. Rồi chiều cao mình được 75 luôn. Cái này từ tán ngang tới 80 luôn. Gần 90. Rồi, này có thoát thân ha. Có thoát thân như gần tất rưỡi đi. Cái này chưa khui đế nha. Rồi hoành neo ở đây được 9 nha quý cô chú chị. Đế này còn sâu nha. Rồi, đế này còn sâu tại mà hàng mình thần nha quý cô chú chị. Rồi, hàng sâu là năm tượt quá trời mạnh nha. Cốt nó 9, cốt này chắc 10. Rồi cốt này 10. Rồi, giá rồi, cặp luôn. Số 2 này em xin ủa cặp số 4 này em xin giao luôn giá 400 ngàn luôn ạ. À. Gồm 2 cây. Gồm 2 cây. Một cặp. Tiếp theo cây số 5 là một cây Mỹ Cam đó, cây này hàng thuần chậu nghe quý cô chú chị, hàng này về mình cứ thay chậu là mình chơi thôi, hàng này thuần lâu rồi, mấy hàng thuần chậu ra nắng bình thường nghe quý chú, hàng này mình để ngoài nắng bình thường nghe quý cô chú chị. Rồi chiều cao mình 1m2, cây một cốt rất đẹp ha. Rồi tán ngang mình tới 1m3 nha quý cô chú chị. Đó, một cốt mà thoát thân hơi thấp mà hoành lực nha quý cô chú chị. Đây phần mạnh nó đâm trượt nhắc được bỏ nguyên một cái nồi đế, nguyên cái nồi đế bằng kilo. Rồi hoành neo đây là 13 ha, cái cổ dưới chắc cỡ 16-17 nha quý cô chú chị. Rễ ra tới đây nè, có cổ dưới bằng kia nè nha, cổ bự lắm nha. Rồi giá luôn. Cây số 5 này em xin Zalo giá 500 ngàn luôn, hàng này ship nặng nha quý cô chú chị, ship luôn cái chậu này chắc tầm mấy chục ký à. Tầm mấy ký.
Rồi tiếp theo cây số 6, một cây hồng phấn lá trung siêu bông nữa quý chị. Đó, hàng này em cũng phần được khoảng 20 ngày ha, ba sống khỏe ha. Hàng này mình hết sợ rụng lá rồi. Rồi chiều cao mình được 1 m. Tán ngang mình 1 m luôn. Rồi thoát thân nhiên tắt đi. Cái hàng này thoát thân không có cao. Quành nắng giò luôn. Mình neo đây xíu thước là 11 ha. Rồi cây số 6 là em xin giao luôn cho 500 ngàn luôn ạ. À. Số 7 là một cặp luôn đó con. Rồi tiếp theo số 7 là một cây trang. Trang lá nhỏ một cặp nữa quý của chú chị. Rồi. Cái này tại vì mình vô chỗ rồi nó lúng nó hơi nghiêng ha, cái này mình vừa trồng chỉnh sửa ra thẳng ha. Rồi nó đang lên hoa quá trời nha quý cô chú anh chị. Rồi, hôm nay em đem ra thanh lý cho quý cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi chiều cao mình được 60. Cán ngang mình 55. Đó, cái này. Cái này có củ đế ha. Có củ đế. Rồi thoát thân nguyên cắt đi. Rồi hoành là được 9 nha. Cây này cũ tốt cái dưới nè quý vị. Cây bên đây cũng vậy luôn. Tại vì em lựa một cặp rồi mình khỏi lo. Đó. Rất là cần ha. Rồi. Rồi giá luôn. Rồi, cặp số 7 này em xin giao giá 400 ngàn luôn à, một cặp nha quý cô chú anh chị. Đó. Ủa, cái đó số 7 chứ không phải số 4 hả? Số 7. Số 7, tiếp theo là số 8 cũng là một cặp nha quý cô chú anh chị. Đó, em lựa là nói chung là nó đồng trạng nhau ha. Rồi, chỉ đại diện cây thôi chứ em lựa là bằng nhau nha. Rồi, chiều cao được 78. Tán ngang được 60. Nói chung lô này là em thuần chậu rất nhiều quý cô chú đi. Rồi thoát thân tắt. Rồi, em phải lắc hơi ha. Rồi, xiết thước đây được 10 ha. 10 rưỡi tính 10 ha. Rồi, 10 rưỡi. Cây bên này thì cái form cũng vậy luôn. Form nó vậy. Cặp số 8 này em xin giao luôn giá 400 ngàn luôn à. Tiếp theo, số 9 là một cặp luôn nha quý cô chú đi. Đó, trang đỏ ha, hàng thuần chậu à, hàng này có đế nha quý cô chú đi. Lên một cặp đi cho mình cho nó dễ. Rồi chiều cao mình được 70. Tán ngang mình 75. Cây này nồi đế à. Thoát thân cắt. Cây này đế thì nồi cuồn cuộn quý cô chú chị. Lô trong đỏ của em là nồi đế gì lắm nha. Rồi quà neo đây được 10 luôn ạ. À. Cây nào rồi, có nồi đế vậy luôn nha. Tại vì em lựa là em cho nó cân xứng nhau. Rồi. Mình khỏi đo tại vì mình lựa là nó gian nha. Rồi, cặp số 9 em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo cây số 10 là một cây trang đỏ lá nhỏ quý cô chú chị. Đó. Cái này em vô chậu được mười mấy ngày nha, sống khỏe rồi ha. Cái nào thuận lâu em mới thuận lâu nha, cũng nào mới vô nó mới vô. Rồi chiều cao được 80. Tán ngang mình 78. Thoát thân nguyên cắt đi. Rồi hoành neo đây được 10 luôn ha. Rồi cây số 10 là em xin giao lưu giá 300 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo là cây số 11 vẫn là cây đỏ nha quý cô chú chị. Đỏ lá nhỏ. Còn số lượng rất nhiều nha quý cô chú chị. Tàn nón. Nếu cô chú chị nào muốn chốt giá sỉ liên hệ qua số điện thoại em nha. Rồi chiều cao được 85. Tán ngang mình 85 luôn. Ồ, cái này khó khăn cắt. Không tới cắt cũng 89. Rồi quần áo đây là 11 ha. Rồi cây số 11 này em xin giao luôn giá 300 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo cây số 12 là một cây vàng đài loan quý cô chú anh chị. Đó, tông cao ha, tông này vừa quý cô chú anh chị mình làm bằng dù ha. Cái này nói chung là nó hút cái khung xếp luôn rồi, nó tới 1 m mấy rồi. Rồi chiều cao nó 1 m 3 ha, hoa rất là tươi ha. 1 m 4 các bạn, từ 2 cho quý cô chú anh chị mình đó. Rồi tán ngang luôn. Rồi tán ngang mình 99 luôn ha, gần trăm rồi, đọc 99 do đẹp. Rồi thoát thân được 73. Quả này nói chung nó cũng không được bự không. Rồi quả này được 7 nha. Thường nó nuôi cái thân thoát thân cao là nó nhỏ. Rồi cây số 12 này em xin giao lưu giá 450 ngàn luôn ạ. À. Dòng này cũng còn rất là ít ha. Rồi, tiếp theo cây số 13. Vẫn là cái vàng lon. Đó, cây này trông đẹp quá. Chúng chiều cao rồi quắt ra trơn rồi. Rồi chiều cao mình 1 m 35 ha, tán ngang mình được 1 m 09 nha, mình từ hao nha quý cô chú chị. Form rất là đều ha. Rồi thoát thân được 47. Để mình xoay qua đây mình đo dòng eo cho nó dễ coi. Cây này cũ nở. Cây này cũ dưới bành kia nha quý cô chú chị.
để mình cầm cây lên cho lắc cho mình khó đo. Rồi quả neo đây được 9,5 nha bà con. Rồi. Tính là tính luôn. Rồi cây số 13 xin lưu giá 450.000 luôn ạ. Tiếp theo cây số 14 vẫn là cây vàng lon luôn quý vị. Rồi chiều cao mình là 1,3 ha. Rồi tán ngang 18-15. Rồi này thốt thân chân dài không? Rồi thốt thân được 60. Còn đây là con như là 7-8 nè. Rồi con em đi được 7 à. Rồi cây số 14 này em xin giao lưu giá 450.000 luôn ạ. Tiếp theo cây số 15. Đó, vẫn là cây vàng lâu nha. Để mình đứng bầu nó hơi riêng nữa, chú anh chị mình về chồng chỉnh sửa lại ha. Phôm đều do ha. Phôm đều ra. Rồi chiều cao mình 1,3 luôn. Cái này là chiều 2 cho quý cô chú anh chị không mà. Cái bó lại tiếp nó cỡ 1,5 m. Rồi tán ngang nó 99 luôn. Trên mét tính đập 99 cho đẹp ha. Đẹp, nó phá số 99 nè. Rồi thoát thân được 64 ha. Con này chắc được 8 à. Rồi quanh này được 7,5 trên con 7 luôn ha. Rồi cây số 15 em xin giao lưu giá 450.000 luôn ạ. Tiếp theo cây số 16 bên em là một cây pháp cam nghe quý cô chú chị. Đó. Hàng bông hoa ha. Hàng này nói chung là mình xếp là nó hút cái khung phí xếp cho này cho anh xử cho này. Cực kỳ. Hoa rất là to nha. Chỉ thôi vậy thôi chứ nó là 1,5 m luôn quý cô chú chị. Hoa rất là to, cánh cũng rất là to luôn. Pháp cam. Rồi tán ngang mình 1,3 m ha. Hàng rất đẹp nha quý cô chú chị. Này xoay một vòng nè. Rất đẹp, bông nó rất là bự nha, cánh đẹp lắm nha. Đó. Nó đậm lên. Rồi, theo thốt thân được 47 ha. Theo hoa già nó đậm lên nha. Rồi quần neo đây xích thước được 9 nha quý cô chú anh chị. Cũ đấy chưa cô. Rồi cây số 16 này em xin giao lưu giá 500.000 luôn ạ. Cái hàng này nói chung hút cái phí ship, hút cái khung. Khung nó bất cỡ mà cây này ship nó 6. Tiếp theo cây số 17. Quả xá hoa. Hoa nó to lắm nha quý cô chú. Em chỉ về đại diện thôi nghe quý cô chú anh chị, chứ hàng này hôm nay em quay ngoài vườn còn nhiều lắm nha. Tầm hơn vài trăm cây đó. Này nở chưa hết mà nó muốn to hơn cái chén kiểu luôn rồi quý cô chú. Cao mình 1,4 m ha. Đó, sáng hoa to. Sáng ngang mình 1,07 m ha. Cây này quá tàn quá đẹp. Thân lắc nhẹ. Rồi, thân lắc nhẹ. Rồi thoát thân được 57 ha. Mình xây ra mình đo cái quành eo. Quành này cỡ 10 quá. 10 giống có trên. Rồi quành eo đây 12 luôn á quý cô chú anh chị. Đó. Cây này tàn gom đẹp. Quá đẹp rồi đây. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 17 em xin luôn giá 500.000 luôn ạ. Cái lô này là nó hút cái khung xếp ở trên, cho mình bó lên này trên nó gỡ cho. Tiếp theo cái số 18 vẫn là cây pháp cam. Đó. Mình đứng bầu nó hơi nghiêng ha. Rồi quý cô chú anh chị mình trồng chịu khó chỉnh sửa lại giùm em ha. Rồi chiều cao hóa thước con quý cô chú anh chị. Rồi cánh ngang mình 1,17 m ha. Pháp cam cánh hoa rất là to ha, ngón tay. Rộng lắc luôn. Rồi thốt thân được 33 ha. Rộng lắc đẹp ha. Rồi quần neo đây là 11 không biết cô chú anh chị. Rồi cây số 18 này em xin giao lưu giá 500.000 luôn ạ. Ngót hồn cái mặt bông nó đẹp. Tiếp theo cây số 19 bên em là một cây đỏ nhung lá bóng nha quý cô chú anh chị. Đó, lá bóng nó nhựa cũng nó ha. Tàn khủng nha. Trong đây thấy gì chứ ra ngoài buông ra ngoài là cái tàn dữ lắm nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình là 1,3 m ha. Tăng ngang này hết thước luôn rồi. Hết thước luôn rồi. Dư thước luôn. Dư thước luôn rồi. Đỏ nhung lá nhựa. Dòng này rất là mạnh nha. Dòng này mạnh lắm ạ. À. Rồi thoát thân được 40 ha. Tay cành gom ha. Rồi hoành neo đây được 10 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 19 này em xin giao lưu giá 500.000 luôn. Bạn nói cái này ship nặng lắm. Tầm 200 mấy cây không. Bự quá bự. Rồi tiếp theo cây số 20 vẫn là cái đôi nhung lá bóng nha quý cô chú chị. Đó. Ở đây em cứ lá bóng nha, còn dùng ngoài Bắc là ta kêu bằng lá nhựa nha. Ở nhung lá nhựa hay lá bóng được nó. Cây này chiều cao thì hết thước mà khoảng 6. Cá ngang mình 1,4 m. Ngoài nó ra nó sỏ xuống nè, giống như cây này thoát thân thì hơi thoáng hơn chút ha, được 50 à. Rồi thoát thân được 50 ha.
Mình neo đây mình đo cho nên đi trái dưới của mình kia. Mình neo đây được 10 ha, trái dưới này chắc mười mấy. Này quý về quý anh chú mình xịt đế là có đế chân nha. Có đế là nghe. Gãy ra đế đây nè. Tuốt vào này luôn rồi. Rồi cây số 10, 20 em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 21 anh em là cây bí hồng nha quý chú chị. Đó. Cái hàng này hổm nó quen ngoài vườn nè quý chú chị. Bưng đây là nó lên bao nhiêu đó đó, cao vậy đó. Đó cái này là hút cái khung xếp ha. Rồi chiều cao mình 1,5 m đó. Và mình trừ hao bằng quý chú chị. Đá ngang mình hết thước luôn. Đó, cái này là hổm ngoài vườn đây nè đó. Phồm rất là đều ha. Lớn gì đó. Đều đặc luôn. Hoa rất là to nha. Rồi thoát thân được 54 nha. Cây này có củ đế ở dưới này chà bá. Rồi hoành neo đây là 11 nha. Chứ ở cái củ với cái bự à. Rồi cây số 21 em xin giao lưu giá 550 ngàn luôn à. Bao gồm phí ship với cô chú anh chị nha. Cây này ship chắc có 200 mấy à, cái bầu quá trời nặng à. Tiếp theo cây số 22 vẫn là cây mỹ hồng. Ồ cây này cái form tan. Cây này cái form hết hồn. Cây sao kìa anh, cây sau lưng anh đó, cái tàn quá xá nó nặng là nó quặt để là nó lật ra. Rồi chiều cao mình 1,5 m luôn, cái ngang mình thì khỏi đo rồi, hết cái thước luôn rồi, thước giờ kéo không tới luôn rồi. Sáu à, kéo không tới rồi. Rồi mình nếu hơi lắc hơi hết nhẹ ha, lắc duyên nha. Rồi thoát thân được 30 rồi, phải mà đo cái thước thân, cái thước lộn luôn. Rồi thoát thân được 33 ha. Rồi hoành neo đây là 12, 11 rưỡi tính con mình 11 nha. Gệ, cộng rễ nó ra tới bầu luôn. Cây okay, này nói chung nó hoành nó cũng trung bình mà có thấy cái tông nó cao bự quá nên phí ship nó nặng. Rồi cây số 22 này em xin Zalo giá 550 ngàn luôn ha. Ở cây này tông quá rộng, ship nó nặng lắm. Tiếp theo cây số 23 là cây mỹ hồng anh em ghép 4-5 màu này quý cô chú anh chị, cái này mình đo rồi mình chỉ màu ha. Rồi chiều cao được 89 nha, đá ngang được 90. Rồi thoát thân được 20 ha. Cây nguyên củ đế, nguyên củ đế dữ lắm quý cô chú anh chị. Này hàng mình thường lâu rồi mình ghép ha, tức cái này ra cho nó dễ đo. Rồi hoành em được 8,5 tới còn 8 ha, nhưng mà củ đế gì lắm nghe quý cô chú chị. Rồi một thằng vàng ta ha, hai là đỏ nhung lá bóng nha, mà nó là đang lên lụ nghe quý cô chú chị. Đó ba là thằng đỏ nè, tàu đỏ nè. Rồi dưới mỹ hồng là 4 màu ha, cây này là được 4 màu đó. Rồi cây số 23 này em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ, được 4 màu màu nghe quý cô chú chị. Rồi tiếp theo cây số 5 vẫn là cây mỹ hồng mà cây này ghép hình như được 5 màu nè. Rồi chiều cao mình được 84 ha, đá ngang mình 79, thoát thân như 2 tấc luôn. Còn này là cái chín nè, con chậu nha. Rồi quanh này được chín nha quý của chúng tôi, hàng ghép thì thường lâu lắm nha quý của chúng tôi. Rồi đây một là mỹ nhung nó lớn ha, rồi bông bự lắm nha. Hai là mỹ hồng, ba là tàu đỏ, bốn là đào vàng ha. Còn cây vàng cái là bo, đây là bo mỹ cam nha quý cô chú anh chị. Rồi hai là 5 màu ha. Rồi đủ 5 màu luôn. Rồi cây số 5 số 24 em xin giao luôn giá 500 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo cây số 25 anh em là đỏ Dubai, hàng thường chậu nha quý cô chú anh chị. Đây thường nhau lắm rồi. Rồi mình để ngoài nắng nó hơi cháy nè, rồi về quý cô chú anh chị mình vô chậu lớn mình làm là nó đẹp liền ha, để nắng quá. Rồi chiều cao mình được 89 nè, tán ngang mình 78. Cây này thoát thân được 20. Đó, đặc biệt là cây này có củ nha quý của chúng đây, củ đế nha, dưới này bự nha. Rồi hoành neo đây được 8,5 chứ còn mình 8 ha, cái củ dưới chắc mười mấy à. Rồi cây số 25 này em xin vô giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo anh em cây số 26 là một cây mỹ hồng, hàng thường chậu nha quý cô chú anh chị. Hai hàng này mình thường là cái rễ trắng đứt chân ha. Ok rồi ha, hàng này là về mình chỉ thay chậu mình chơi thôi, khỏi chăm.
Rồi chiều cao mình được 1m09 nè. Tán ngang mình được 90. Đang vô búp ha. Đang vô búp. Tại hàng này hàng mình thường lâu lắm rồi. Thường 7 8 tháng rồi. Rồi thoát phân được 30 ha. Vành neo đây được 10 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 26 này em xin giao lưu với 250.000 đúng không? Rồi tiếp theo cây số 27 vẫn là cây mía hồng luôn. Đó, cái này hàng thường chậu rồi. Quý cô chú anh chị mình an tâm, hàng này là về mình khỏi sợ chết ha. Rồi chiều cao mình được 83. Tán ngang mình được 83 luôn. Hàng này thuận lâu rồi. Rồi thoát thân được 28 ha. Bức cái này ra đo cho dễ coi. Rồi hoành neo này được 8 nha. Rồi cây số 27 em xin giao lưu với 250.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 28 vẫn là cây mía hồng luôn ạ. Đó hàng thuần không biết của chúng chị. Hàng này an tâm mà thuần hồi Tết bây giờ đó. Gần giáp năm mà Tết này nó giáp năm rồi nha. Rồi chiều cao mình được 90. Cá ngang mình 90 luôn. Bức ra cái đo cho dễ coi. Rồi thoát thân được 29 như 30 đi. Rồi hoành neo này được 8 nha. Rồi cây số 28 thì em xin giao lưu với 250.000 luôn ạ. Tiếp theo cây số 29. Đó, vẫn là cây mía hồng luôn. Đó, cây này nhỏ mà tàn nó gồm đi cũng có luôn. Đang lên búp ha. Đang lên búp, rồi mình thường lâu rồi. Cây này có củ đế đẹp. Chiều cao mình 97 ha. Rồi tán ngang mình được 79. Đó, cây này cũ dữ lắm nha quý cô chú. Đó, nhỏ mà cũ đế dữ ha. Hàng này thân nó an tâm rồi. Rồi thoát thân được 30 ha. Hoành neo ngay được 7 nha. Nhưng mà cái cũ đế đẹp. Rồi cây số 29 này em xin giao lưu với 250.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 30 cũng vẫn là cây mía hồng hàng thường chậu cuối clip của em quý cô chú chị. Đó. Cây này thân rất là lâu rồi. Chiều cao mình được 99 nè. Tán ngang mình được tán ngang mình được 85 ha. Cái này thoát thân đẹp. Rồi thoát thân được 32. Đó, cây này có củ đế nha quý cô chú anh chị. Củ đế rất đẹp ha. Rồi hoành neo đây được 9 nè. Đây để đây vòng qua tới đây luôn nè. Tại cái này mình quăng quăng keo cho mình dễ xách tới xách lui nó không động như dễ ha. Rồi cây số 30 em xin giao lưu với 250.000 luôn ạ. Rồi cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình thời gian qua đã thương tình tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em mến. Gặp lại quý cô chú anh chị, hãy được hẹn clip sau. Rồi hẹn gặp lại quý cô chú vào clip tiếp theo nha. Thì một số cây hôm nay là quay đại diện quý cô chú nào cần cái số lượng nhiều thì như cái clip trước thì mình cùng với anh Thận báo giá rất là nhiều mặt hàng trong vườn. Thì quý cô chú cần nguồn thì cứ liên hệ nha. Có thể chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú nha.